Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2018 Chúa nhật lễ mình máu thánh chúa năm b trích sách xuất hành trong những ngày ấy Môse đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lệ luật của chúa và toàn dân đồng thanh thưa rằng chúng tôi xin thi hành mọi lời chúa đã phán vậy Môse ghi lại tất cả những lời của chúa và sáng sớm ông trở dậy lập bàn thờ ở chân núi dựng 12 cột trụ chỉ 12 chi họ Israel ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa Môse lấy phần nửa máu đổ vào các chậu và rưới phần nửa kia lên bàn thờ ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên cho dân chúng và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đô là lời chúa, ta ơn chúa. Tôi sẽ lệnh chiên cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lệnh chiên cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh chúa. Tôi sẽ lệnh chiên cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh chúa trước mặt chúa thật là quy hoa cái chết của những bậc thánh nhân ngài tôi là tôi tơ ngài con trai của nữ tỳ ngài ngài bẻ gái xiềng xích cho tôi tôi sẽ lạnh chen cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh chúa tôi sẽ hiên dân chúa lời ca ngợi làm sinh lê và tôi sẽ kêu cầu danh chúa tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng chúa trước mặt toàn thể dân ngài tôi sẽ lạnh chen cứu đồ và tôi sẽ kêu cầu danh chúa trích thư gửi tín hữu do thái anh em thân mến chúa kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bào mọi phúc lành tương lai Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên cái ô uế, còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch huống chi máu của đức kitô đã lại nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lẽ trong sạch dâng lên thiên chúa máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết khiến chúng ta có thể phụng sự thiên chúa hàng sống vì vậy chúa kitô là trung gian của tân ước vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời cứu ước mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy do nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Ca tiếp liền này đây bánh của các thiên thần biến thành lương thực của khách hành hương thực là bánh của những người con cai không nên đem cho lời khuyên bánh này đã được bao trước bằng hình ảnh khi người ta xác tế Isaa chiên của lễ vừa qua đã được kể ra khi cha ông chúng ta được tặng mana lạy chúa Giêsu là một tử tốt lành là bánh thật xin người thương xót chăn nuôi và bảo vệ chúng con Xin người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hào trong còi nhân sinh. Chúa là đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự. Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tam gửi này. Trên còi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa đồng thừa kê và đồng danh phần với những công dân thanh của nước trời. Amen. Alleluia. 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 Chúa phan, ta là bánh hàng sông từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần, lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng Các con hãy vào thành và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy theo người đó Hãy người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng Thầy sai chúng tôi hỏi Căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu Và chủ nhà sẽ chỉ các con một căn phòng rộng rãi Dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo và hai ông dọn lễ vượt qua đang khi họ ăn chúa giêsu cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các ông mà phán các con hãy cầm lấy này là mình ta rồi người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các ông và mọi người đều uống và người bảo các ông này là máu ta Máu tăng ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước thiên chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đô là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hổ Tương Bài của Linh Mục Du Xe Vũ Đình Tường Cơ thể và máu huyết hổ tương cho nhau Nếu sống cả hai cùng sống Nếu chết cả hai cùng chết Cơ thể không có máu lưu thông là cơ thể Hoặc đang trong nhà xác Hoặc đang ăn nghỉ nơi nghĩa trang Máu ở ngoài cơ thể chỉ có thể tạm sống một thời gian trong ngân hàng máu Cơ thể cần máu và máu cần cơ thể để cả hai cùng giúp nhau sống và sinh hoạt cách bình thường. cơ thể không chỉ làm nhiệm vụ bình chứa máu của con người, mà cơ thể có nhiệm vụ sinh sản ra máu mới, làm mới máu và là con đường giúp máu di chuyển. máu nuôi dưỡng cơ thể chuyển thực phẩm đến toàn thân, sưởi ấm cơ thể chữa lành chỗ thương tích, và còn làm nhiệm vụ trong sạch máu ở máu di chuyển có mang theo chất thải cơ thể sản xuất ra ngày lễ mình và máu thánh đức Kitô thường biết đến là ngày thánh thể hay là thánh lễ đức Kitô dùng chính thịt và máu mình nuôi dưỡng linh hồn Kitô hữu đây là một trong những lễ trọng giáo hội hàng năm mừng cách trọng thể nói lên tâm tình tạ ơn cảm mến đức Kitô vì yêu quý nhân loại đã tự nguyện liên kết mật thiết với Kitô hữu bằng cách tự hiến chính thịt và máu mình cho nhân loại. Thánh thể là con đường dẫn Kitô hữu tiến vào tình yêu Đức Kitô. Vì yêu quý nhân loại Đức Kitô ban tặng và cho phép Kitô hữu tham gia vào bí tích thánh thể, dự bằng tiệc thánh, đặc ân này do chính Đức Kitô sáng lập và Kitô hữu không có gì đáp trả trừ việc dân lời tạ ơn và đón nhận tiệc thánh với tất cả tấm lòng yêu mến, kính trọng. Mình và máu thánh Đức Kitô trao tặng nhân loại là món quà tình yêu cao trọng đến độ trên đời này không có gì có thể mua được. Bởi Đức Kitô biết rõ không gì cao quý hơn tình yêu Ngài trao ban Nên Ngài trao ban không điều kiện Những ai thành tâm đón nhận mình và máu thánh Đức Kitô Sẽ trở nên giống Ngài hơn về cách suy nghĩ và cách sống chung với anh em đồng loại. Mình máu thánh Đức Kitô nuôi dưỡng Đức tiên Kitô hữu lãnh nhận trong ngày nhận bí tích thanh tẩy, biến Đức tiên trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, chân thành sống và yêu mến anh chị em trong đại gia đình Chúa. Mình và máu thánh liên kết Kitô hữu với Đức Kitô và với tha nhân, máu đổi mới và thanh tẩy thân xác mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng, thanh tẩy, đổi mới cuộc sống tâm linh. Mình máu thánh ban sức mạnh chống lại cơn cấm dỗ tự kiêu, tự đại và giúp chống lại cơn cấm dỗ muốn độc lập, tách khỏi tình yêu Chúa. Được nuôi dưỡng bởi mình và máu thánh, Kitô hữu cần chia sẻ những gì nhận được từ Đức Kitô cho tha nhân. Đức Kitô ban cho Kitô hữu tình yêu vô điều kiện Kito hữu cũng cần giúp tha nhân vô điều kiện, sẵn sàng phục vụ vì tha nhân để làm sáng danh Chúa. Đức Kitô đổ máu đào trên thập tự, Tô hữu cũng đổ mồ hôi và biến lao công khó nhọc của mình thành quà tặng tha nhân, cùng chung vai cộng tác mở mang nước Kitô nơi trần thế. Được biết dưới danh xưng truyền giáo chính Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu đóng vai trò tìm kiếm và đào luyện Kitô hữu khác. Mắt theo chương 28 câu 19. Đức Kitô ban tình yêu của Ngài. Kitô hữu cũng cần đối xử với nhau bằng tình yêu chân thành và đáp trả lại tình yêu Chúa một cách chân tình. Siêng năng lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô giúp cuộc sống thường nhật trở nên ý nghĩa hơn, gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn hy sinh phục vụ có mục đích rõ ràng hơn và tình yêu trong sáng hơn nhờ thế tâm hồn thanh thản thân xác an bình trong một thế giới ồn ào xáo trộn bài của linh mục du xe vũ đình tường Chúa là nơi con nương tựa Dạo tháng 6 năm 1985 những người theo dõi truyền hình bên Tây phương vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường, bởi viên phi công trong buồng lái ngó ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có một người đứng bên cạnh cầm súng dí sát vào đầu viên phi công. Đó là hình ảnh của viên phi công John Testard trên chiếc máy bay của hãng hàng không TA bị không tạc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Hen của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công Buộc ông phải bay từ bút qua Anze rồi bay về bút cả thảy bốn lần Họ cũng đã bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác Cuối cùng, họ đã để cho 39 con tin trên máy bay được đem đến một căn nhà ở bút Rồi được chở về đất trước khi được trả tự do Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy bay đó nhiều người cũng thấy căng thẳng vì hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên truyền hình hay truyền thanh. Mới đây, viên phi công Ron Tetrak có thuật lại kinh nghiệm hy hữu của mình. Anh nói như sau. Lúc đó tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi nên tôi không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an, tin tưởng là khác. Anh cũng nói thêm rằng anh đã theo đạo năm lên 25 tuổi. Nhưng lúc bấy giờ anh chưa thật sự thức tỉnh, bắt đầu đọc kinh thánh và cầu nguyện một cách đều đặn. Nhờ có kinh thánh mang trong mình cho nên trong suốt 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh. Cách đây 2 năm John Tset đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng không TP Đức A để tập trung vào các công việc từ thiện và để lái máy bay đưa các nhà truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh đi đến đâu anh cũng thuật lại việc chúa đã giải cứu anh nhất là việc ngài đã ban cho anh bình an tin tưởng khi phải chạm trán với tử thần ai trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc sống những người không có niềm tin thường sợ hãi bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc sống những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ hãi nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có đấng che chở phù trợ họ chúng ta có thế đạo nào khi đứng trước những giờ phút nguy ngập những thử thách trong cuộc sống chúng ta có tin tưởng rằng có đấng luôn ở bên cạnh chúng ta để giữ gìn phù hộ chúng ta không với niềm tin vững vào tình yêu của đấng luôn có mặt bên cạnh chúng ta chắc chắn chúng ta có thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống Chúng ta sẽ đấu đầu với những khó khăn và thử thách Với bình thản và vui tươi Bài trích xuất lại sống